Nguyễn Mùi xin trân trọng kính chào quý vị và các bạn đến hát với nhau tại câu lạc bộ Tô Đồ Bảy Xanh. Kính chúc quý vị một đêm chủ nhật nghe nhạc thật là vui vẻ để kết nối chương trình của ngày hôm nay. Bài hát Lòng Này xin quý vị và các bạn cùng thưởng thức.
đau bao lâu yêu thương. Ở nay ngọn đàn